Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thái Bình đưa công nghiệp về làng, tạo việc làm cho người lao động. Trồng chanh leo tím trên địa bàn tỉnh Hải Dương cho thu nhập từ 450 triệu đồng một hecta. Hợp tác xã Thiên Phí, gia lập, gia viễn Ninh Bình, xây dựng thương hiệu nông sản từ quy trình sản xuất. Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên có 3 bể bơi di động phục vụ các em thiếu nhi. Du lịch trải nghiệm hướng đi đúng cho du lịch Bắc Ninh. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chủ trương phát triển công nghiệp sạch thân thiện với môi trường tại các vùng nông thôn ở Thái Bình đã và đang mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động khu vực này. Cũng chính vì đó mà đời sống vật chất, tinh thần cũng như diện mạo của nhiều vùng quê đang từng bước khởi sắc. Sau nhiều năm đi làm xa nhà, công việc không ổn định, thu nhập lại có phần bấp bênh, cuộc sống của gia đình chị Xuân đã sang một trang mới kể từ khi chị chuyển về làm cho nhà máy may của công ty cổ phần Đô Lương ngay gần nhà. Từ ngày có công ty Đô Lương về, thì tôi và rất nhiều người lao động khác ở khu vực này có thêm cơ hội là được làm gần nhà, và chúng tôi có điều kiện chăm sóc cho gia đình, và hơn nữa là việc đi lại của chúng tôi cũng thuận lợi hơn rất là nhiều. Với quan điểm không để người lao động phải tìm việc mà chính doanh nghiệp tìm đến với người lao động, vì thế mà chỉ sau hơn 8 tháng khởi công dự án, nhà máy may của công ty cổ phần Đô Lương đã chính thức đi vào hoạt động, thu hút và tạo việc làm cho trên 700 lao động của các xã nội đồng của 3 huyện Đông Hưng, Hưng Hà và Quỳnh Phụ. Không còn cảnh thuê nhà, cơm hộp hay đi chợ cho cả tuần như trước đây. Bây giờ, chị Xuân cũng như nhiều công nhân khác đang làm việc tại nhà máy may của công ty cổ phần Đô Lương đã có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình. Có thu nhập ổn định, công việc lại gần nhà là niềm mơ ước của nhiều người lao động, đặc biệt là lao động ở khu vực nông thôn. Điều đó cho thấy, chủ trương đưa công nghiệp về các vùng quê không chỉ tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, đồng thời từng bước làm thay đổi cả về chất và diện mạo cho vùng quê trước đây vốn được xem là thuần nông. Những năm qua, dù tỉnh Nam Định đã có nhiều cố gắng kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, song số lượng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này vẫn còn khá hạn chế. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định mới chỉ có chưa đến 3% doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Nguyên nhân do việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trở ngại, vì môi trường đầu tư chưa thuận lợi, rủi ro cao, lợi nhuận thấp. Hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn, nhất là hạ tầng kỹ thuật, phục vụ sản xuất nông nghiệp tuy đã được đầu tư nâng cấp, song chưa đáp ứng được sản xuất yêu cầu hàng hóa, khiến chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu và chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Các mô hình thuê gom, tích tụ ruộng đất, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phần lớn mang tính tự phát, thiếu sự ràng buộc pháp lý chặt chẽ về trách nhiệm các bên, năng lực thực sự của các thành phần khi tham gia mô hình liên kết, nhất là năng lực của nông dân và các tổ chức đại diện còn hạn chế, chưa phù hợp với kinh tế thị trường. Chưa có chính sách đủ sức tạo động lực mạnh mẽ trong việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nên nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà với hướng đầu tư này. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương vừa nghiệm thu đề tài xây dựng mô hình liên kết từ sản xuất đến sơ chế tiêu thụ sản phẩm chanh leo tím trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giống chanh leo tím được nhập nội từ Đài Loan có màu tím, ruột vàng, vị thơm mát, kháng bệnh tốt, cho năng suất cao và đã được trồng thử nghiệm tại một số xã tại các huyện Thanh Miện, Bình Giang, Kinh Môn, Tứ Kỳ, thị xã Chí Linh và thành phố Hải Dương với tổng diện tích 44 hectare. Sau 2 năm thực hiện, đề tài đã xây dựng thành công mô hình liên kết sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm chanh leo an toàn chất lượng với hơn 1.000 tấn quả, chiết xuất thành công hơn 400 tấn dịch quả chanh leo chất lượng cao để tiêu dùng trong nước. Mô hình chanh leo cho năng suất trung bình từ 35 đến 55 tấn một hectare một năm, thu lãi trên 450 triệu đồng một hectare, giúp cho 256 hộ tham gia thực hiện đề tài xóa nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh của người tiêu dùng ngày càng tăng cao. Nắm bắt xu hướng thị trường, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã thành lập nhiều hợp tác xã cung cấp rau củ quả sạch cho người tiêu dùng, bước đầu đem lại hiệu quả cao. Toàn huyện hiện có 5 hợp tác xã trồng rau củ quả sạch ở các xã Tống Chân, Tiên Tiến, Đình Cao, Quang Hưng và thị trấn Trần Cao. Hợp tác xã kiểu mới Phù Cừ ở xã Tiên Tiến được thành lập tháng 11 năm 2016 là hợp tác xã đầu tiên trên địa bàn huyện sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Các hợp tác xã đều thành lập mô hình nhà lưới, nhà kính sản xuất khép kín, quy trình canh tác tuân thủ nghiêm ngặt các quy định từ chọn giống, gieo trồng tới chăm sóc. Các nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và bảo quản sau thu hoạch được chú trọng. Từ trước đến giờ tôi làm cho hợp tác xã tuyệt đối là không phun thuốc sâu, bảo đảm an toàn, rau sạch. Bà con rất thích ưa chuộng những cái thứ giống rau này. Hợp tác xã sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát ở xã Tống Chân hiện được đánh giá là hợp tác xã sản xuất thực phẩm an toàn, hoạt động hiệu quả nhất trên địa bàn huyện. Hợp tác xã được thành lập vào đầu năm 2017 với quy mô 4 hectare, trong đó sản phẩm chủ lực là cây dưa lưới, loại cây trồng có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm rất cao nếu trồng theo phương pháp truyền thống. Hợp tác xã sản xuất theo chu trình khép kín, không trồng dưới đất mà sử dụng rơm rạ đã qua xử lý, không sử dụng nước ở ao hồ nên hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Nhà lưới được khử trùng trước khi trồng, các sản phẩm sau khi thu hoạch sẽ được dán tem truy xuất nguồn gốc và được lấy mẫu kiểm tra định kỳ. Nhu cầu thực tế của thị trường cũng như của xã hội, đấy là cái thực phẩm không an toàn hay còn nói là thực phẩm bẩn bây giờ nó cũng tràn lan. Thế và người dân cũng như thị trường rồi nhu cầu của xã hội là người ta cũng quan tâm đến sức khỏe, rồi quan tâm đến những cái thực phẩm an toàn. Thì đấy là cái điểm xuất phát mà hợp tác xã chúng tôi định hướng là sẽ sản xuất và trồng những cái cây cũng như là những cái loại thực phẩm mà nó an toàn. Thì như thế nó sẽ bền vững hơn trong cái hướng đi của hợp tác xã. Mô hình hợp tác xã sản xuất rau củ quả sạch là hướng đi mới và bền vững. Đó cũng là mục đích hướng tới của nền nông nghiệp hàng hóa, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa an toàn với sức khỏe con người. Để tránh tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa, hợp tác xã cây con đặc sản Thiên Vĩ, xã Sa Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm. Trong đó, chú trọng xây dựng thương hiệu hàng hóa từ quy trình sản xuất sạch. Nhờ vậy đã và đang mang lại hiệu quả tích cực và đang là mô hình hay cần được nhân rộng. Ngay từ khi thành lập, hợp tác xã đặt mục tiêu là xây dựng thành công các mô hình sản xuất hoa củ quả con nuôi sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp và cung ứng con giống chất lượng cao cho các thành viên, cũng như nhiều hộ trên địa bàn huyện, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm hợp tác xã phục vụ người tiêu dùng trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Để đạt mục tiêu đề ra, giải pháp trọng tâm của hợp tác xã là thay đổi nhận thức của thành viên ngay từ quy trình sản xuất, nâng cao sự hiểu biết đầy đủ cho người dân về phát triển nông nghiệp sạch. Khi bắt tay vào các công việc cụ thể để xây dựng thương hiệu, hợp tác xã đã tổ chức cho bà con đi tham quan học hỏi mô hình làm kinh tế giỏi ở rất nhiều nơi, từ Nho Quan, Tam Điệp đến Kim Sơn và một số tỉnh lân cận, trung tâm chuyên ngành để tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật cũng như kinh nghiệm thực tiễn. Sau đó tập trung nghiên cứu đưa các cây con đặc sản vào nuôi trồng. Trong quá trình thực hiện, có sự hướng dẫn của Ban Quản lý Hợp tác xã và cơ quan chuyên môn. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, đến nay Hợp tác xã đã trồng 3.000 cây ổi Đài Loan, triển khai trồng bí xanh, mướp trên các bờ ao và nhiều loại rau khác trên vùng đất trống và nuôi thả hơn 20 hectare thủy sản, trong đó thiên về các con nuôi đặc hữu của địa phương. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2018. Ngày hội có 500 người đăng ký, trong đó có 420 người tham gia hiến máu. Kết quả đã thu được trên 420 đơn vị máu. Những giọt máu hồng tình nguyện thu được sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu của các bệnh viện hiện nay, đồng thời mang đến niềm tin hy vọng về sự sống cho các bệnh nhân. Đợt hiến máu tình nguyện lần này, huyện Gia Lộc có nhiều người đã trên 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện và còn nhiều tấm gương tiêu biểu trong huyện tham gia tích cực phong trào, hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.
Tại ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lộc đã khen thưởng cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Vừa qua, ngành giáo dục đào tạo huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Năm học 2017-2018 này, Nam Sách tiếp tục duy trì vị trí thứ hai toàn tỉnh về thành tích học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở. Cùng với đổi mới phương pháp giảng dạy và sự say mê của giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, những năm học vừa qua, huyện Nam Sách quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp. Trong 3 năm gần đây, trường tiểu học Cộng Hòa đã tranh thủ được nguồn vốn đầu tư của các tổ chức nước ngoài, của tỉnh và huyện xây mới 17 phòng học với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng. Hiện tại, nhà trường có 40 phòng học được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Hàng năm, nhà trường có từ 20 đến 30 học sinh đạt giải cấp huyện và cấp tỉnh. Thời gian tới đây, ngành giáo dục huyện Nam Sách tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, kết hợp với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, tập trung tháo gỡ cho các trường học còn khó khăn để duy trì vị trí top đầu về chất lượng giáo dục mũi nhọn và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bậc trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục theo hướng tinh giản gắn với đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng chương trình giáo dục của năm mới. Toàn tỉnh hiện có trên 102.800 học sinh ở 237 trường trung học cơ sở và hơn 51.100 học sinh ở 57 trường trung học phổ thông. Năm học 2017-2018, công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá tiếp tục được triển khai. Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đã chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc sinh hoạt tổ, nhóm bộ môn. Thông qua đó, giáo viên trao đổi rút kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt việc giảng dạy. Các nhà trường, các phòng giáo dục và đào tạo coi trọng việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm đánh giá công tác đổi mới phương pháp dạy học của các đơn vị và công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Động viên kịp thời đội ngũ giáo viên tích cực vươn lên. Các nhà trường đã chỉ đạo tổ chức và quản lý tốt việc sử dụng thường xuyên hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học tích cực, tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh, chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi. 63 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ hội thi cấp huyện đã tham gia hội thi tin học trẻ tỉnh lần thứ 21 năm 2018 được tổ chức mới đây tại Đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Hội thi được chia làm 4 bảng tương ứng với cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và một bảng cho thí sinh thi các sản phẩm sáng tạo. Các thí sinh trải qua phần thi thực hành trên máy và phần thi trắc nghiệm. Đối với phần thi các sản phẩm sáng tạo, thí sinh sử dụng tất cả các công cụ phần mềm, phần cứng để tạo ra sản phẩm tích hợp, phục vụ học tập, giải trí và các nhu cầu thực tiễn khác. Hội thi tin học trẻ là hoạt động diễn ra hàng năm, được tỉnh đoàn phối hợp cùng các đơn vị tổ chức nhằm tiếp tục động viên khuyến khích các em thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh thi đua học tập, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chiến lược phổ cập tin học cho thanh thiếu nhi, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nguồn lực trẻ có trình độ kỹ năng cao về ứng dụng tin học, công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội thi cũng là một hoạt động bổ ích lý thú cho thanh thiếu niên nhi đồng trong dịp hè, là sân chơi để các em được trau dồi kiến thức trong lĩnh vực tin học. Thí sinh đạt giải cao sẽ được chọn tham dự hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 23 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào tháng 7 năm 2018. Mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên những địa điểm bơi an toàn, câu lạc bộ bơi gồm các thầy cô giáo của trường trung học phổ thông Ân Thi và trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão, huyện Ân Thi đã mang đến 3 bể bơi di động phục vụ cho các em trong dịp hè này. Trong đó, một bể bơi di động được đặt tại trường trung học phổ thông Ân Thi và 2 bể bơi còn lại đặt tại xã Vân Du. Với diện tích các bể từ 200 đến 220 m2, sâu 1,3 m, nước trong bể được xử lý bằng hệ thống máy lọc tuần hoàn, đảm bảo nguồn nước hợp vệ sinh. Tại các lớp dạy bơi, huấn luyện viên bơi lội là các thầy cô dạy thể dục của hai trường đã qua các lớp tập huấn về kỹ năng và giảng dạy về bơi lội trực tiếp dạy cho các em thiếu nhi đến học bơi. Tại đây, các em được học các kỹ năng cơ bản về bơi lội và các kỹ năng cứu đuối. Bên cạnh lớp học bơi, mùa hè năm nay, Trung tâm bóng đá cộng đồng tại thị trấn Ân Thi chính thức ra mắt phục vụ nhu cầu của các em thiếu nhi, đam mê bộ môn bóng đá.
Bên cạnh việc học các kỹ năng kiểm soát bóng, các trò chơi với bóng, các em còn được tham gia giao lưu các giải bóng đá phong trào. Hiện các lớp học trên đang thu hút hàng trăm các em thiếu nhi tham gia vào các ngày trong tuần. Nằm trong các hoạt động của tuần du lịch, Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức chương trình Farm Trip khảo sát tìm hiểu xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu tham gia chương trình Farm Trip là đại diện các sở du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch, một số trung tâm xúc tiến du lịch của các tỉnh đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận, các doanh nghiệp lữ hành trong nước, đặc biệt có sự tham gia của 16 doanh nghiệp đến từ đất nước Nhật Bản và các phóng viên cơ quan báo, đài truyền hình trung ương và địa phương. Đoàn đã tới tham quan trải nghiệm sản phẩm du lịch tại một số điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh như Tuyến 3 tại khu du lịch sinh thái Tràng An, dự lễ khai mạc tuần du lịch và tham quan cánh đồng lúa chín vàng Tam Cốc, thưởng thức các chương trình văn nghệ tại một số điểm trên dòng sông Ngô Đồng và khảo sát vườn quốc gia Cúc Phương. Gặp gỡ với đoàn Farm Trip, Sở Du lịch Ninh Bình cũng đã thông tin tình hình phát triển du lịch trong những năm qua, cũng như những chính sách phát triển du lịch của tỉnh trong những năm tới. Chuyến khảo sát lần này không chỉ là cơ hội để ngành du lịch giới thiệu tiềm năng, hình ảnh điểm đến Ninh Bình thân thiện, an toàn, mà còn là dịp để các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn quảng bá dịch vụ, sản phẩm mới của mình, đồng thời nắm bắt thị trường, thị hiếu của du khách trong nước và quốc tế, tìm kiếm cho mình những đối tác mới. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài năm gần đây, loại hình du lịch trải nghiệm đã bắt đầu xuất hiện và phát triển ở tỉnh Bắc Ninh, nhất là ở các địa phương có làng nghề truyền thống nổi tiếng và di sản văn hóa. Mô hình này đã mang lại hiệu quả không chỉ phát huy thế mạnh văn hóa bản địa mà còn góp phần nâng cao đời sống của người dân, góp phần quảng bá những hình ảnh đẹp về con người Bắc Ninh, Kinh Bắc đến với các du khách trong và ngoài nước. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong những năm qua, để đẩy mạnh loại hình du lịch văn hóa, trải nghiệm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã định hướng xây dựng các tour du lịch cho các đơn vị lữ hành trong tỉnh. Khi đến với các làng nghề truyền thống như làng tranh dân gian Đông Hồ, làng nghề tre trúc Xuân Lai và một số làng quan họ gốc có mô hình câu lạc bộ tiêu biểu trên địa bàn của tỉnh. Tại các hộ gia đình có nghệ nhân làm nghề, Sở cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho nhiều người dân có thể biết tới, qua đó sẽ thu hút được nhiều lượt khách đến tham quan và du lịch tại nơi đây. Để du lịch của tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển, thu hút được nhiều lượt khách trong và ngoài nước, thì việc hỗ trợ các làng nghề truyền thống, các gia đình có nghệ nhân trong việc quảng bá hình ảnh thực sự rất cần thiết. Qua đó, không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập mà còn quảng bá được hình ảnh đẹp về không gian cũng như con người của vùng đất Bắc Ninh, Kinh Bắc. Thời gian qua, phong trào xây dựng làng xóm tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao luôn được huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống văn hóa ở địa phương. Đến nay, toàn huyện Nghĩa Hưng có khoảng 90% hộ được công nhận gia đình văn hóa. Các xã có tỷ lệ gia đình văn hóa cao là Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thái, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lạc, thị trấn Liễu Đề. Đến hết năm 2017, toàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định có 27 trên tổng số 293 làng xóm tổ dân phố văn hóa, 85 trên 85 trường học, 57 trên 62 cơ quan đơn vị, 25 trên 25 trạm y tế đạt chuẩn nếp sống văn hóa. 100% các xã thị trấn đã thực hiện đất xây dựng trung tâm văn hóa thể thao cộng đồng, diện tích từ 1.000 đến 2.000 m2. Tiếp tục thực hiện nghị quyết 07 của tỉnh ủy Nam Định về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thời gian tới, huyện Nghĩa Hưng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền, cán bộ và nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ lành mạnh là nhân tố quan trọng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Những năm qua, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã có 285 trên tổng số 345 thôn xóm có nhà văn hóa. Các nhà văn hóa đã đưa vào sử dụng đều khang trang sạch đẹp, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn quy định. Huyện Lý Nhân hiện có 19 trên 22 xã thị trấn có nhà văn hóa và sân vận động. Nhiều điểm, khu vui chơi, khu thể thao được mở rộng, đáp ứng được nhu cầu tập luyện, giải trí của nhân dân. Tuy nhiên, trong số 285 thôn xóm có nhà văn hóa, chỉ có gần 200 nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Còn lại đều chưa đạt diện tích quy hoạch, quy mô, các công trình phụ trợ theo quy định, gắn với tiêu chí nông thôn mới.
việc thực hiện tiêu chí này ở một số xã còn gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân như thiếu quỹ đất, khó trong kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nguồn lực huy động xã hội hóa để xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao xã và thôn đạt chuẩn còn hạn chế. Nhiều nhà văn hóa được đầu tư xây dựng từ lâu nên quy mô diện tích nhỏ hẹp, nhiều thôn xóm chuyển đổi từ nhà trẻ, nhà kho cũ không sử dụng sang làm nhà văn hóa. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện Lý Nhân tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân các xã, thôn xóm đẩy mạnh công tác xã hội hóa, quan tâm đến công tác quy hoạch nhằm đảm bảo quy mô diện tích khi xây dựng các thiết chế văn hóa. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.